Sau đây, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được phép thông qua nội dung chương trình của buổi trao quà, giao lưu chiều hôm nay có các phần như sau. 1. Ổn định tổ chức thông qua nội dung chương trình. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 3. Chương trình văn nghệ chào mừng buổi giao lưu trao quà. 4. Đại diện trường trung học cơ sở thị trấn Quỳ Hợp và đại biểu khách mời phát biểu ý kiến. 5. Đại diện lãnh đạo trường trung học cơ sở Châu Thành phát biểu đáp lễ cảm tạ. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, quý thầy giáo, cô giáo của hai đơn vị trường trung học cơ sở thị trấn Quỳ Hợp, trường trung học cơ sở Châu Thành, các thầy giáo, cô giáo, trưởng ban cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Trong không khí hân hoan chào đón, chào mừng kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam hoàn toàn thống nhất nước nhà, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được gửi tới quý vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quỳ Hợp và nhiệm vụ công tác đội của Hội đồng đội Quỳ Hợp. Đặc biệt, sự nhất trí của lãnh đạo hai đơn vị trường trung học cơ sở thị trấn và trường trung học cơ sở Châu Thành, hai liên đội tổ chức buổi giao lưu trao quà cho học sinh trường trung học cơ sở Châu Thành. Chính vì lẽ đó, hôm nay toàn thể quý vị chúng ta tụ hội về đây để chứng kiến những tình cảm thân thiết giữa hai đơn vị và những tình cảm của các bạn học sinh liên đội trường trung học cơ sở thị trấn Quỳ Hợp dành cho các bạn liên đội trường trung học cơ sở Châu Thành. Đến dự với buổi giao lưu trao quà chiều hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu, khách quý, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo Quỳ Hợp, đại diện lãnh đạo địa phương và các đơn vị bạn. Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo Quỳ Hợp, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Đặng Thái Hương, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quỳ Hợp để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đơn vị liên đội kết nghĩa, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Ngô Đức Sơn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Nguyễn Văn Mạnh, chủ tịch công đoàn nhà trường cùng các thầy giáo cô giáo trong nhà trường có mặt trong buổi chiều hôm nay, một lần nữa chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía các đơn vị bạn, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện của trường trung học cơ sở Đồng Hợp, thầy giáo Hồ Sĩ Phong, hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Đầu Văn Lý, chủ tịch công đoàn trường trung học cơ sở Đồng Hợp. Về phía trường trung học cơ sở Minh Hợp, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy Lê Minh Hậu, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường. Về phía trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Hồng Tiến, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Lô Văn Vinh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Và một đơn vị cũng là đơn vị kết nghĩa của trường trung học ở Châu Thành ở một địa bàn khác, đó là huyện Quỳ Châu, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Châu Phong, thầy giáo Nguyễn Văn Nam, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường và các thầy giáo trong đoàn. Về phía trường trung học cơ sở Châu Thành, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Lưu Thanh Bình, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Châu Thành. Về phía hội phụ huynh học sinh nhà trường, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lô Tử Hoài, hội trưởng hội phụ huynh học sinh. Và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên cùng toàn thể các em học sinh trong buổi chiều hôm nay, xin nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em thân mến, để chào mừng sự hiện diện của quý vị đại biểu, khách quý cũng như những tình cảm của quý vị dành cho thầy và trò trường trung học cơ sở Châu Thành trong buổi giao lưu này, liên đội nhà trường có chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu chúng ta thưởng thức màn múa với bài hát mang tựa đề Hương Sắc Vùng Cao do chi đội 9B biểu diễn. Xin mời chi đội 9B.
Xin mời toàn thể quý vị chúng ta thưởng thức tiết mục đơn ca với bài hát mang tựa đề Tình Yêu Bên Suối do em Ngân Thị Hà, chi đội 8B biểu diễn. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
nhau đồng chí dài và nhớ thời gian trong cánh chờ luôn cháy lửa tình yêu pháo anh lên tuổi cao đã bao đầu giặc đi cùng thân người thân sâu em vẫn là chiến sĩ tay trên cuối cùng đầu một người xanh tuổi trẻ ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu bên ngày trong chiến đấu anh với em sống buồn cầm nhau anh đã mùa hay quên bao đêm dài chiến sĩ chợt nghe tiếng pháo dài ngôi sao như mắt em trong tướng đêm không ngủ sao anh em vẫn gửi cho anh sao ngày nào ngày và đêm xa nhau đồng chí dài và nhớ thời gian trong cách chờ đốt cháy lửa tình yêu pháo anh lên ngôi cao đã bao đầu giặc đi trong căn cứ vực sâu em vẫn là tay trên cuối cùng đầu một màu xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống thân gần nhau Trường Sơn chung trong nhìn trăng nhìn sao cảnh về quê như nghe bần thơ chung châu thấy ba từ đã đến nơi này ôi bên Trường Sơn mẹ thấy xoay con như thế ngã xa mà cứ giữ bằng bó
mây long lanh trong xanh dòng suối dẫm diêu sắc bầu trời kia cô giáo trong kia cùng muốn lên sân khấu để tiếp tục đổ tay với những sự kết hợp. Và sau đây chúng ta sẽ thưởng thức bài hát mang tựa đề Đất nước tình yêu, sự kết hợp của nhạc sĩ Đăng Dương và ca sĩ Ngọc Hiếu. Xin mời chúng ta trong tràng vỗ tay. Xin kính tới toàn thể quý vị chúng ta bài mang tựa đề Đất nước tình yêu. Hãy subscribe
màu xanh hương, yêu cây xuống trong tay. Ông giữ yên ngọt ngào những dư hờn, và khi chúng ta xa nhau, gặp như mưa vàng tiền thương vui anh tháng già. Thank you.
tiết mục múa Master B, múa con cho chiếc đôi 7B biểu diễn. Xin mời chiếc đôi 7B và xin mời toàn thể chúng ta cùng thưởng thức. Toàn thể quý vị thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của phòng giáo dục và đào tạo Quỳ Hợp cũng như công tác đội của hội đồng đội huyện Quỳ Hợp, đặc biệt là sự nhất trí của hai lãnh đạo hai đơn vị trường trung học cơ sở thị trấn và trường trung học cơ sở Châu Thành. Chúng ta thu hồi về đây tổ chức buổi giao lưu trao quà, và đặc biệt bên cạnh đó tập thể cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trường trung học cơ sở thị trấn và các trường bàn dành cho liên đội trường trung học cơ sở Châu Thành những tình cảm sâu sắc, đó là những món quà và vật kỷ niệm. Trước khi chứng kiến lễ trao quà, chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện đơn vị trường trung học cơ sở thị trấn sẽ lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời thầy giáo Ngô Đức Sơn, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường lên sân khấu để phát biểu ý kiến. Trân trọng kính mời thầy. Thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo cô giáo, thầy các đơn vị trung học cơ sở thị trấn, trung học cơ sở Châu Phong, Quỳ Châu, trung học cơ sở Đông Hợp và các đơn vị bàn cùng toàn thể các em học sinh. Đây là một trong những lần trường trung học cơ sở thị trấn đại diện các thầy giáo cô giáo được vào thăm lại trường trung học cơ sở Châu Thành. Cảm nhận đầu tiên khi bước vào nhà trường đó là cái niềm vinh dự, tự hào được quay lại mái trường thân yêu. Và đến vì trường trung học cơ sở thị trấn đã kết nghĩa trong nhiều năm gần đây. Điều đặc biệt là trong năm học 2018
2019 thì trường trung học cơ sở thị trấn được biết là trường trung học cơ sở Châu Thành của chúng ta đã có quyết định công nhận là trường bán trú trung học cơ sở Châu Thành. Đây là một cái bước thành công lớn mà sự nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo và chính quyền địa phương đem lại, với mong muốn là đem lại điều kiện sống tốt hơn cho các em. Đặc biệt là vào cổng trường thấy có rất là nhiều cái thay đổi, xen lẫn những cái nét đặc thù riêng của địa phương và những tiết mục văn hóa, văn nghệ các em cũng như các thầy giáo, cô giáo là gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý và các đơn vị kết nghĩa thì đã có những nét hiện đại mới mà có thể một số trường vùng ngoài chưa chắc là theo kịp. Ví dụ như là chúng ta đã có một cái văn phòng, cái dãy nhà làm việc rất là khang trang, sạch đẹp, hệ thống camera thì cũng đã lắp được ở rất nhiều cái khu vực khuôn viên trong nhà trường. Rồi hệ thống bồn hoa cây cảnh thì cũng đã được cải tạo lại, chăm sóc và đã có những hệ thống nước tưới chảy là tưới tiêu cho nó suốt là cả ngày, đảm bảo cho các cái công trình luôn luôn xanh sạch đẹp. Đó là trong những cái điều rất là đáng mừng mà trường trung học cơ sở thị trấn, đặc biệt là các bạn học sinh của trường trung học cơ sở thị trấn có thể là ghi nhận và cũng là học tập để công tác chăm sóc bồn hóa cái cảnh của nhà trường trong thời gian tới là đạt được những kết quả tốt hơn. Đặc biệt là khi xây dựng trường phổ thông trung học cơ sở bán trú, các em sẽ được sinh hoạt ăn ở tại trường trong cái thời gian rất là nhiều, đặc biệt là từ thứ hai cho đến thứ sáu, thứ bảy hàng tuần, thì đấy là một cái điều kiện tốt hơn để các em có được cái không gian, có được cái sự chăm sóc của các thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là tạo được cái điều kiện thuận lợi nhất để các em có thể là tham gia học tập tốt hơn, thì nhằm đáp ứng tốt hơn thì sức khỏe của các em, thì liên đội trường trung học cơ sở thị trấn cũng đã tổ chức kêu gọi sự đóng góp của các bạn trong liên đội cũng như là sự quan tâm của các bậc cha mẹ học sinh để trao tặng cho trường liên đội trường trung học cơ sở Châu Thành một món quà, đó là hệ thống máy lọc nước theo công nghệ nano thì giá là 22 triệu đồng và trang bị thêm cho liên đội trong cái phòng đội có những cái cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động tốt hơn trong thời gian tới. Thì rất mong các em và các thầy giáo, cô giáo sử dụng tốt công trình và thường xuyên chăm lo tốt hơn về sức khỏe của các em, giúp cho các em có thể làm thể lực tốt, phát triển tốt, xứng đáng hơn nữa để luôn luôn trở thành người con ngoan, trò giỏi và trong quá trình học tập thì có những cái bước tiến bộ, vươn xa, vươn cao và đặc biệt là về phục vụ tốt hơn cho quê hương Châu Thành. Một lần nữa xin thay mặt cho liên đội trung học cơ sở Đức Thị Trấn xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các em, các thầy giáo, cô giáo của liên đội trung học cơ sở bán trú Châu Thành. Xin cảm ơn. Về tham dự với buổi giao lưu hôm nay, chúng ta còn chứng kiến một đơn vị bạn, đó là trường trung học cơ sở Đồng Hợp, có những món quà dành cho các bạn liên đội trường trung học cơ sở Châu Thành. Sau đây thì tôi sẽ trân trọng giới thiệu thầy giáo Đầu Văn Lý, chủ tịch công đoàn nhà trường sẽ lên trao những tình cảm quý báu đó cho các em liên đội trường trung học cơ sở Châu Thành. Và trân trọng kính mời thầy giáo Lê Văn Hòa, chủ tịch công đoàn nhà trường và thầy giáo Lô Hải Dương, tổng phụ trách đội sẽ lên những tình cảm quý báu đó. Trân trọng kính mời các đồng chí.
tới quý vị, giây phút vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe thầy giáo Vũ Đức Sơn, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở thị trấn, đại diện cho tập thể cán bộ giáo viên nhân viên và đặc biệt đại diện cho các bạn liên đội trường Trung học cơ sở thị trấn gửi gắm cho các bạn học sinh trường Trung học cơ sở Châu Thành những tình cảm chia sẻ sâu sắc nhất. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta chứng kiến thầy giáo Vũ Đức Sơn đại diện cho lãnh đạo tập thể nhà trường cùng những các bạn học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn, thầy giáo Đầu Văn Lý đại diện cho các bạn liên đội trường Trung học cơ sở Đồng Hợp trao cho các bạn liên đội trường Trung học cơ sở Châu Thành những tình cảm quý báu bằng những vật kỷ niệm. Và để cảm tạ tình cảm của toàn thể quý vị, sau đây tôi chân trọng giới thiệu kính mời thầy giáo Lưu Thanh Bình, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường sẽ lên có lời phát biểu. Cảm ơn, trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa thầy giáo Đặng Thái Hương, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo Quỳ Hợp. Kính thưa thầy giáo Ngô Đức Sơn, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở thị trấn. Kính thưa thầy giáo Hồ Sĩ Phong, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đồng Hợp cùng các thầy cô giáo của trường Trung học cơ sở Đồng Hợp. Kính thưa thầy giáo Nguyễn Văn Nam, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Châu Phong. Kính thưa các thầy giáo cô giáo cùng toàn thể các đồng chí trong đoàn của các trường học về dự buổi lễ nhận quà kết nghĩa của liên đội trường Trung học cơ sở thị trấn. Kính thưa các thầy giáo cùng toàn thể các em học sinh, thật sự trường Trung học cơ sở Châu Thành rất phấn khởi và rất bồi hồi xúc động được sự quan tâm của lãnh đạo trường, thầy và trò trường Trung học cơ sở thị trấn và trường Trung học cơ sở Đồng Hợp đã có những cái món quà thật sự ý nghĩa và đã tặng cho các em học sinh của trường Trung học cơ sở Châu Thành. Chúng ta năm nay là năm thứ hai mà liên đội trường Trung học cơ sở thị trấn kết nghĩa và tặng quà. Những món quà của nhà trường là những cái sự động viên khích lệ đối với thầy và trò trường Trung học cơ sở Châu Thành, và thay mặt cho tập thể lãnh đạo nhà trường, cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường cùng toàn thể các em học sinh xin cảm ơn sự những cái tấm lòng của thầy và trò trường Trung học cơ sở thị trấn, trường Trung học cơ sở Đồng Hợp đã có những cái món quà có giá trị, và chúng tôi xin hứa sẽ sử dụng cái món quà này thật sự là có ý nghĩa, và xin hứa rằng là cũng nhận được cái sự quan tâm của các thầy và trò của các trường bản, và cũng mong mỏi rằng các em sẽ nỗ lực phấn đấu để thi đua học tốt để xứng đáng với những cái tấm lòng của các thầy các cô của các trường bản đã gửi tặng chúng ta. Xin chân thành cảm ơn.